Kinh quyển 6. Bây giờ Bồ Tát Đại Hải Tuệ bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát không nên sợ phiền não. Vì sao việc có phiền não tùy theo? Ở đâu có phiền não, ở đó có Bồ Đề. Đoạn được phiền não thì không có Bồ Đề. Bạch Thế Tôn, không và phiền não là một, không sai khác. Bạch Thế Tôn, Bồ Đề, phiền não, chúng sinh cũng là một, không sai khác. Chỉ do phàm phu có tâm điên đảo phân biệt ta là nhiễm tịnh. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát tu hành chân chánh không đạo phiền não, không chấp giữ pháp tịnh. Bồ Tát quán các phiền não, đạt tam muội và các đà la ni. Vì vậy Thế Tôn, Bồ Tát phải biết thể tánh của Phật pháp có từ phiền não. Có phiền não theo đuổi là vì chúng sinh có đủ tâm tán loạn điên đảo, chúng sinh ấy sẽ đọa đường ác, chịu các khổ não. Bồ Tát quán đúng như vậy thì đạt Bồ Đề của Phật. Vì vậy bạch Thế Tôn, các Bồ Tát nên tu tập tùy thuận dòng nghịch, không tùy thuận dòng thuận. Bạch Thế Tôn, các Bồ Tát được giải thoát ở trong Niết Bàn, không phải ở trong thế gian. Vì Bồ Tát sợ Niết Bàn, không sợ thế gian. Quán sát thế gian nên đạt đại bi, chứng được Bồ Đề. Nếu phân biệt Niết Bàn, lo sợ thế gian, và vì chán ghét thế gian, nên Bồ Tát thắng mất quả vị vô thượng Bồ Đề của Phật. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát đối với chúng sinh ở thế gian thành tựu đại từ bi, chẳng phải ở Niết Bàn. Thế Tôn nói Niết Bàn là tâm tịch diệt, hư dối, phân biệt không thật. Vì vậy Bồ Tát nguyện thấy Niết Bàn nên quán trong tâm hư vọng phân biệt là tịch diệt. Ở đó Bồ Tát đại Niết Bàn. Bạch Thế Tôn, đó là pháp tập vi diệu. Bây giờ Bồ Tát quan Thế Âm bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát không cần tu tập nhiều pháp. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát trì rõ một pháp thì nắm bắt được các pháp Phật khác. Bạch Thế Tôn, một pháp ấy là gì? Đó là đại bi, hiểu rõ các pháp Phật như xem vật trong tay. Bạch Thế Tôn, ví như xe báu của chuyển Luân Vương đi đến đâu thì bốn bên đều theo đến đó. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát cũng thế, nương tâm đại bi, đi đến nơi nào thì pháp Phật tự nhiên đến đó. Bạch Thế Tôn, ví như mặt trời mọc chiếu soi mọi vật, chứ chúng sinh làm việc dễ dàng. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát cũng thế, tùy tâm đại từ bi chiếu soi thế gian, thì chúng sinh dễ dàng tu các pháp Bồ Đề Phật. Bạch Thế Tôn, ví như ý là gốc của các căn, tùy ý nắm giữ cảnh giới. Đại Bồ Tát cũng vậy, nơi nơi đại bi mà lãnh thọ các pháp Bồ Đề Phật, tùy từng phần và khả năng mà tự nhiên tu hành. Bạch Thế Tôn, ví như do mạng căn mà có các căn khác, Đại Bồ Tát cũng vậy, từ đại bi mà có các pháp Bồ Đề phần khác. Bạch Thế Tôn, đó là pháp tập vi diệu. Bây giờ Bồ Tát kiến ý bạch Phật: Bạch Thế Tôn, trực tâm, thâm tâm là tâm căn bản của các pháp. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát không có trực tâm, thâm tâm thì xa rời pháp vi diệu của Phật. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát thành tựu trực tâm, thâm tâm, nếu không gặp Phật thuyết pháp thì tự nhiên trong hư không đường cây vách đá phát ra tiếng pháp. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát có trực tâm, thâm tâm, tùy ý tự nhiên nghe pháp, tùy thuận diệu pháp của chư Phật. Vì vậy Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát nên tu trực tâm, thâm tâm. Bạch Thế Tôn, ví như người có chân thì đi lại được, cũng thế. Đại Bồ Tát có trực tâm, thâm tâm thì tự nhiên tu hành pháp vi diệu của Phật. Bạch Thế Tôn, ví như người có đủ các phần thì có thọ mạng, cũng thế. Đại Bồ Tát có trực tâm, thâm tâm sẽ có Bồ Đề của chư Phật. Bạch Thế Tôn, ví như biến người có mạng sống thì làm các việc, cũng thế. Đại Bồ Tát có trực tâm, thâm tâm sẽ thành tựu các pháp Phật. Bạch Thế Tôn, ví như có cái bị động thì có cái chủ động, nếu không có bị động thì không có chủ động, cũng thế. Đại Bồ Tát có trực tâm, thâm tâm sẽ soi rõ các pháp vi diệu của chư Phật. Nếu không có trực tâm, thâm tâm thì không thể thực hiện công việc khó khăn ấy. Bạch Thế Tôn, ví như có mây sẽ có mưa, cũng thế. Đại Bồ Tát có trực tâm, thâm tâm sẽ được trận mưa pháp của chư Phật. Bạch Thế Tôn, ví như rễ cây một nét thì không sinh cành lá hoa trái. Đại Bồ Tát cũng thế, nếu không có trực tâm, thâm tâm thì không sinh trưởng pháp thiện của chư Phật. Vì vậy Bạch Thế Tôn, các Bồ Tát muốn đạt Bồ Đề của Phật thì nên khéo giữ gìn, bảo hộ, làm thanh tịnh trực tâm, thâm tâm. Bạch Thế Tôn, nói là pháp tập vi diệu. Bây giờ Bồ Tát thiện hộ bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát không cần giữ gìn các pháp. Bạch Thế Tôn, nếu Bồ Tát chỉ khéo bảo hộ tâm mình thì sẽ thành tựu diệu pháp của chư Phật.
Bạch Thế Tôn, nếu Bồ Tát thủ hộ các pháp thì sẽ không đạt pháp nhẫn vô sinh. Nếu Bồ Tát không thủ hộ các pháp mà nhập thiền định thì không có lỗi lầm và không trái với chư Phật. Bồ Tát tự tâm biết pháp Phật nhưng không hộ tâm, thế tâm do nhân duyên sinh cũng thế. Thế các pháp đều do duyên sinh, thế tâm như huyễn cũng thế. Thế các pháp như huyễn, tâm không phải ở trong, ngoài, giữa hai bên cũng thế. Thế các pháp như tâm, không có sắc tướng, không thể biểu hiện và thấy được, không có hình chất dối đối ngại, không thể nắm bắt, không soi rọi dường trụ. Thế tướng của các pháp như vậy thì Bồ Tát sẽ đặt tâm bình đẳng, vì tâm bình đẳng nên không nắm giữ các pháp. Bồ Tát không trụ hành giữ bỏ và không mong cầu, vì không cầu nên không nắm giữ, vì không nắm giữ nên không nắm vướng, vì không nắm vướng nên không nhiễm ô, nghĩa là Bồ Tát không nhiễm các pháp. Bởi Thế Tôn, đó là pháp tập vi diệu. Bây giờ Bồ Tát hư không bạch Phật. Bởi Thế Tôn, Bồ Tát không nói như thế này, dùng những lời nói nào để khiến người ta sinh tâm sân hận? Bồ Tát không nói như thế này, dùng những lời nói nào có thể khiến người ta sinh tâm phiền muộn? Bồ Tát không nói như thế này, dùng những lời nói nào có thể khiến người ta không hiểu biết? Bồ Tát không nói như thế này, dùng những lời nói nào thật vô nghĩa giả dối? Bồ Tát không nói như thế này, dùng những lời nói nào có thể khiến trí tuệ sáng suốt không sinh? Bồ Tát không nói như thế này, dùng những lời nói nào có thể khiến tâm họ không vui vẻ, không đầy đủ và không vui tai? Bồ Tát không nói như thế này, dùng những lời nói nào có thể khiến phá hoại nơi hai nơi? Bồ Thế Tôn, Bồ Tát không nói như thế này, dùng những lời nói nào để làm cho họ không thể hiểu pháp không? Bạch, vì sao Bạch Thế Tôn? Trong các á, vì trong các lời nói đó bền chắc nhất. Dùng những lời nói nào có thể khiến người ta biết được pháp không? Bạch Thế Tôn, nếu Bồ Tát biết được nghĩa không của các pháp là không có tâm ngã, không có hai tướng, bỏ hai tướng nhưng luôn làm việc với chúng sinh, đó là đại bi vô chướng ngại của Đại Bồ Tát. Bồ Tát hành đại bi vô chướng ngại sẽ học được những gì của Phật học và do đó biết được các pháp như hư không. Nhờ biết pháp như hư không nên đạt hư không tạng. Bồ Tát muốn bố thí thì bố thí tất cả, nhưng không có tâm phân biệt bố thí và tham tiếc. Giữa giới, phá giới, nhẫn nhục, sân hận, siêng năng, biến nhát, tán loạn, thiền định, ngu si, trí tuệ, Bồ Tát không còn cầu pháp của chư Phật, không bỏ pháp ác của phàm phu. Bạch Thế Tôn, bây giờ các dòng sông đều chảy về biển, đều có một vị mặn cũng thấy Bồ Tát và biển lớn để nhất nghĩa, thì thấy các pháp đều là một vị giải thoát chân thật. Bạch Thế Tôn, với như ánh sáng của mặt trời bình đẳng chiếu soi chúng sinh, cũng thế ánh sáng trí tuệ của Bồ Tát bình đẳng chiếu soi các pháp. Bạch Thế Tôn, các pháp không trái với không. Bồ Tát biết như vậy là thấy được Bồ Đề chân thật trong các pháp. Bồ Tát thấy Bồ Đề chân thật trong các pháp là biết các lời nói đều là lời Phật. Bồ Tát thuyết pháp mà không nắm vướng. Bồ Tát đạt biện tài nhạo tuyết không chướng ngại. Bạch Thế Tôn, đó là pháp tập phi diệu. Bây giờ Bồ Tát Văn Thù sẽ lại bạch Phật. Bạch Thế Tôn, người đời điên đảo chấp giữ, nếu nói rằng tên của Bồ Tát là y cứ từ Ba La Mật thì không đúng. Vì sao? Vì từ Bồ Tát mà có Ba La Mật. Nếu từ Ba La Mật mà có tên Bồ Tát thì từ chúng sinh cũng có tên Bồ Tát. Nghĩa này không đúng. Vì sao? Bạch Thế Tôn, Bồ Tát sinh khởi Ba La Mật, biết Ba La Mật, thuyết giảng cho chúng sinh nên Như Lai thường nói Bồ Tát chưa từng sinh pháp nhưng lại sinh, chưa từng thành pháp nhưng lại thành, chưa từng thuyết pháp nhưng lại thuyết. Bà Thế Tôn, Ba La Mật không bảo hộ được Bồ Tát nhưng Bồ Tát bảo hộ được Ba La Mật, vì vậy nên nói Bồ Tát bảo hộ được các pháp. Bà Thế Tôn, các Ba La Mật không giữ gìn được Bồ Tát nhưng Bồ Tát giữ gìn được Ba La Mật, vì thế nói Bồ Tát tọa trì các pháp. Bà Thế Tôn, các pháp không bệnh vì tự thể không nhỏ không hai, vì vượt ngoài thân chấp ngã của chúng sinh, không có tâm vì xa lìa sẽ nắm giữ hay xả bỏ, không có ý thức vì có từ vô thủy, không có tướng đến vì không gián đoạn, không đi vì bất động, không chết vì không tọa mạng, không sống vì xưa nay không ăn, không có vật vì không hòa hợp, không giảm vì pháp giới không sai khác, không chia chẻ được vì không có hình tướng, như kim cang vì thực tế bình đẳng. Bà Thế Tôn, Bồ Tát biết như vậy là biết được thật thể của các pháp. Nếu vậy thì Bồ Tát biết được không? Biết được không thì Bồ Tát không tranh luận, vì không tranh luận nên trụ trong pháp sa môn. Trụ trong pháp sa môn là không trụ, không trụ nên không có lậu hoặc trong cảnh giới,
do đó không có bệnh và được gọi là Như Lai. Bồ Tát đã được gọi là Như Lai thì không nói hai lời, do đó không bỏ thế gian, không thủ niết bàn, chỉ vì chúng sinh nên thuyết pháp để xả lìa hư vọng phân biệt. Và Thế Tôn, đó là pháp tập thắng diệu, tập không điên đảo, là tập không vô tướng, vô nguyện, vô hành, không sinh diệt, pháp nhẫn vô sinh. Đại thừa, chuyển đại pháp luân, đại ba la mật, các đại địa, các pháp không điên đảo. Bà Thế Tôn, Bồ Tát dựa trên đại pháp tập để tu hành hoặc làm chuyển luân vương của đất nước, tòa trì 10 pháp lành, làm cho chúng sinh sống trong 10 pháp lành, hoặc làm người tài giỏi nhất, giáo hóa chúng sinh đạt sự tu thắng của nẻo xuất thế, hoặc là đại trưởng giả khiến cho chúng sinh chán việc ác thế gian, hoặc làm đế thích khiến cho tiêu thiên không sống phóng dật, hoặc làm phạm vương khiến chúng sinh trụ trong thiền định bốn vô lượng, hoặc làm tứ thiên vương khiến cho chúng sinh không nhiễm các pháp, hoặc làm sa môn giáo hóa chúng sinh không nghe pháp ác, hoặc làm bà la môn giáo hóa chúng sinh biết nơi vắng lặng, tự tịch tỉnh làm cho bà con cũng sống tịch tỉnh, tự nhu hòa làm cho bà con cùng sống nhu hòa, sống ở đâu cũng đầy đủ tự tại, làm đại pháp sư vì đoạn trừ nghi hoặc của chúng sinh, ở đâu cũng không sợ vì chấm dứt phiền não. Bà Thế Tôn, đó là pháp tập vi diệu. Bây giờ Đức Phật bảo Đại Bồ Tát Văn Thù Sơ Lợi: Này Văn Thù Sơ Lợi, chúng sinh nghe pháp tập vi diệu của ông, các thanh văn, các Bồ Tát mà tin hiểu được thí chúng sinh ấy đã trồng căn lành rất sâu, không phải cúng dường một vị Phật, không phải trồng căn lành ở một vị Phật, hai vị Phật. Vì sao này Văn Thù Sơ Lợi? Bồ đề sâu xa của chư Phật Như Lai là sự sáng suốt biết được cảnh giới sâu xa của các pháp. Văn Thù Sơ Lợi, đó là pháp môn vi diệu. Chúng sinh ít căn lành, không nghe được, giả sử được nghe cũng không tin tưởng. Bồ Tát nào tự chứng được thì tin được, lại được bạn lành bảo hộ nên tin tưởng và thọ trì được, là pháp nhẫn vô sinh. Văn Thù Sơ Lợi, ngoài pháp này ra thì không ai thành Phật được. Văn Thù Sơ Lợi, hàng xa chư Phật thời quá khứ thành tựu Bồ Tát Bồ Đề là do hành trì pháp này và đạt vô thượng chánh đẳng giác. Văn Thù Sơ Lợi, người nào bỏ pháp hành này mà mong được Bồ Đề thì như người buộc hư không, không thể được. Bỏ pháp hành này thì ngay tùy thuận pháp nhẫn còn không được, huống gì là đạt pháp nhẫn vô sinh, thành tựu vô thượng chánh đẳng giác. Văn Thù Sơ Lợi, các hàng thanh văn đạt giải thoát trọn vẹn tám giải thoát bốn vô ngại thì không bỏ được pháp lành hành này mà được. Văn Thù Sơ Lợi, ta nghe pháp môn sâu xa này rồi hủy bán, bị đọa vào đường ác, còn hơn nghe pháp môn thiện cận rồi tinh thọ, sinh vào đường lành. Vì sao? Vì người hủy bán pháp môn này bị đọa trong địa ngục, nhờ nghe pháp ấy mà được giải thoát ngay trong hiện tại, không nghe pháp môn thiện cận khác để sinh vào đường lành. Văn Thù Sơ Lợi, có bốn pháp khiến Đại Bồ Tát nghe pháp môn này tin được. Những gì là bốn? Một, đời trước từng nghe pháp môn này. Hai, nghe rồi tùy hỷ, nếu có căn lành lớn. Ba, có căn lành lớn nên trang nghiêm bản lành. Bốn, khéo bảo hộ thành tựu thọ trì hành văn tuệ. Là nữa, Văn Thù Sơ Lợi, Bồ Tát lại có bốn pháp nên nghe pháp môn này có thể sinh tâm tin hiểu. Những gì là bốn? Một, suy xét chánh niệm. Hai, sở nghiệp bất thiện. Ba, thường phát nguyện đại bồ đề. Bốn, tư tánh chất trực nhu hòa an ổn, thích tu hành thù thắng. Lại nữa, Văn Thù Sơ Lợi, Bồ Tát thành tựu bốn pháp nên khi nghe pháp môn này không hủy bán. Những gì là bốn? Một, thành tựu đốt ráo bồ đề nguyện. Hai, đạt pháp nhẫn vô sinh. Ba, thành tựu chánh kiến. Bốn, đạt tâm không thoái nơi vô thượng chánh đẳng giác. Văn Thù Sơ Lợi, Bồ Tát có bốn pháp khi nghe pháp môn này tinh thọ được. Những gì là bốn? Một, thành tựu văn tuệ. Hai, thành tựu bát nhã. Ba, thành tựu pháp không. Bốn, dùng thiền định để đạt Đà La Ni. Văn Thù Sơ Lợi, Bồ Tát là có bốn pháp khiến nghe pháp môn này có thể biết rõ. Những gì là bốn? Một, thành tựu công đức trang nghiêm. Hai, thành tựu văn tuệ trang nghiêm. Ba, thành tựu trí trang nghiêm. Bốn, thành tựu thiền định tâm vô giới trang nghiêm. Văn Thù Sơ Lợi, Bồ Tát là có bốn pháp khiến khi nghe pháp môn này được thọ ký vô thượng chánh đẳng giác. Những gì là bốn? Một, Bồ Tát thấy các sắc là sắc Phật. Hai, nghe các pháp là pháp Phật. Ba, rửa bỏ mọi sự mong cầu cho nên không còn bồ đề Phật. Bốn, không thối tâm đại bi. Vì thế Văn Thù Sơ Lợi, Bồ Tát là Bồ Tát nên thường tụng đọc kinh này. Văn Thù Sơ Lợi là Bồ Tát nguyện sớm đạt bồ đề, sớm được thọ ký, đoạn trừ nghiệp chướng phiền não,
đoạn trí chướng được cúng dường cho vô lượng chư Phật Như Lai, được hộ trì diệu pháp, cho nên đọc tụng kinh này. Văn thù sẽ lợi, người nào nghe pháp môn này mà tin nhận được, không hủy bán thì ta sẽ thọ ký đạo quả vô thượng chánh đẳng giác. Bây giờ đại bồ tát Vô Sở Phát bèn cởi sau chuỗi anh lạc giá trị 8.000 vạn a tăng kỳ báu dân cúng Như Lai và nói như thế này: Bà Thế Tôn, nhờ công đức này chúng sinh sẽ thành tựu quả vị như chư Phật Như Lai ứng chánh biến tri. Khi ấy chuỗi anh lạc biến thành màn báu trang nghiêm đẹp đẽ che rợp khắp nơi trong hư không, đẹp hơn tướng trang nghiêm của trời người mà các thanh văn Bồ Tát, Thích Đề Hoàng Nhân, Phạm Thiên Vương, Tứ Tiên Vương chưa từng thấy. Tấm màn đó bay theo sự đi dừng của Như Lai. Lúc thể hiện việc vi diệu đó, có vô số trời người đều phát tâm thán phục, cúi đầu chắp tay khen ngợi và chiêm ngưỡng Như Lai. Đại Bồ Tát Vô Sở Phát vui vẻ trịch áo vai phải lại sát chân Phật, chắp tay hướng về Phật nói kệ ngợi khen ngợi: Như Lai là người đủ công đức cứu độ chúng sinh cõi trời người, Phật ở thế gian không ai thắng, tịch tỉnh bình đẳng cũng không hơn. Tâm ý rộng lớn không vô nịnh, nhiếp tâm cứu đời bằng bi lực, tâm như hư không nào ô nhiễm, an lạc chúng sinh nên thuyết pháp. Thế Tôn không có oán hay thân, cũng chẳng buồn đau, chẳng sướng vui, do thầy thuốc giỏi cứu chúng sinh, sống bằng bi lực không phân biệt. Tu la trời người rộng dạ xoa, quy giới Phật được tịch tỉnh, Phật đấng tối thượng trong ba cõi, vì vậy hôm nay con kính lễ. Vượt qua hữu vi không lầm lẫn, đầy đủ công đức nơi tịch tỉnh, mở cả hai đường không phân biệt, sống đời thanh tịnh ở thế gian. Cảnh giới tịch tỉnh không thể lường, chỉ đủ 10 lực biết Như Lai, hư không trái đất chẳng lường được, nên con cúi đầu chắp tay lễ. Chẳng còn chịu nổi trong sóng nước, là người vô thượng chẳng trôi dừng, giải thoát bờ kia chỉ Phật đến, con xin quy mạng biển trí lớn. Như sen trong bùn không cấu nhiễm, Phật ở thế gian nhưng chẳng nhơ, không ai có thể sánh đồng Phật. Vì thế con nay xin quy mạng, cho đây biết rõ tất cả pháp, do có 10 lực vượt hết thảy, là đấng mạnh nhanh không ai sánh. Phật là người dũng đi một mình, thọ trì giáo pháp của chư Phật sẽ lìa tất cả những sợ lo, do thượng y sư bậc ứng cúng, con xin quy y đấng đại bi. Bây giờ Đại Bồ Tát Vô Sở Phát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chỉ Thế Tôn hiểu tâm con không thể đem thân cúng dường Như Lai. Bạch Thế Tôn, con xin dâng anh lạc cúng dường và tán thán Như Lai. Nguyện nhờ căn lành này, chúng sinh sẽ đạt được đạo quả do thượng Bồ Đề của Phật. Bạch Thế Tôn, đó là ý nguyện của con. Đức Phật vui vẻ mỉm cười. Chư Phật Như Lai khi vui vẻ mỉm cười thì không hư dối. Bây giờ từ khuôn mặt của Như Lai phóng vô số ánh sáng đủ màu, xanh vàng đỏ trắng hồng tím pha lê vàng bạc, chiếu soi vô số thế giới, diệt trừ khổ não chúng sinh ở đường ác, sinh lên cõi trời người được vui an lạc. Sau đó Phật thâu thần ánh sáng xoay quanh Phật trong ngàn vàng vòng rồi lên đỉnh đầu và mất. Thấy ánh sáng đó, đại chúng đều vui vẻ an lạc, chắp tay hướng về Phật, ngồi qua một bên nghĩ vì sao Như Lai vui vẻ mỉm cười. Lúc này Tôn giả An Hàng liền rời chỗ ngồi, trịch áo vai bên vai phải, cho tay hướng về Phật dùng kệ hỏi nguyên nhân. Phật mỉm cười: Đấng vô thượng tối tôn, chư thiên và loài người đang chiêm ngưỡng Như Lai, nghi ngờ việc mỉm cười để xử lìa phiền não, biết pháp và người giả, vui vẻ ác có nhân, mong Phật giảng thuyết cho. Từ mặt phóng hào quang thanh tịnh lại vui tươi, trời người và đường ác như ánh sáng được vui. Ánh sáng của Thế Tôn từ gương mặt phóng ra, ánh sáng này là gì, mong đại bi giảng thuyết. Vòng ánh sáng lớn ấy tươi đẹp và trong suốt, hiện hiện rất thù thắng, che lấp các ánh sáng, không còn chút tối tăm, nên thế gian vui vẻ. Phật sắp làm việc gì, người nào có công đức, mong nói việc người làm, dưới trường nghi của con, người sao liền phiền não, cười phải có nguyên nhân. Ánh sáng chiếu từ mặt xuất khắp 10 phương cõi, sau đó lại quay về nhập trên đỉnh Như Lai. Ánh sáng hiện ý Phật, biểu lộ tâm thánh suốt như chớp điện hư không, chiếu soi nhưng không dừng. Đức Phật bảo Tôn giả A Nan: Này A Nan, đó là việc Đại Bồ Tát Vô Sở Phát trải qua 12 kiếp sẽ thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề. Đức Phật ấy hiệu là Đại Quang Minh Như Lai, ứng cung chư biến tri, minh hành túc thiền thệ thế gian giải,
Vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Kiếp tên là Chư Thiên Tán Thán, cõi nước tên Đại Hoan Hỷ. Này A Nan, Đại Quang Minh Như Lai ứng cúng chánh biến tri, trụ một đại kiếp, chúng sinh ở đó sống 12 tiểu kiếp. Này A Nan, chúng sinh ở cõi Phật đó, hoặc thọ lạc như nơi cõi trời tạo hóa tự tại. Bây giờ tuệ mạng tu Bồ Đề, thưa Bồ Tát Vô Sở Pháp, thưa đại sĩ, chúc mừng đại sĩ được lợi lớn. Hôm nay Như Lai tọa ký cho đại sĩ sẽ thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng giác. Bồ Tát Vô Sở Pháp hỏi: Đại đức tu Bồ Đề, ông thấy pháp gì gọi là thành Phật? Tôn giả tu Bồ Đề nói: Thưa thiền nam, tôi không thấy có pháp nào thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng giác. Hỏi: Nếu đại đức tu Bồ Đề không thấy có pháp nào thành Phật, thì có sao nói dối tôi được tọa ký quả vị vô thượng chánh đẳng giác? Tôn giả tu Bồ Đề đáp: Thưa thiện nam, Như Lai tọa ký cho nhân giả sẽ thành Phật, nên tôi nói như vậy. Bồ Tát Vô Sở Pháp hỏi: Đại đức tu Bồ Đề, chư Phật Như Lai biết đúng như thật về các pháp, nên nó sẽ thành vô thượng chánh đẳng giác. Vì sao Như Lai biết như thật về các pháp? Tu Bồ Đề, Bồ Tát nào có Bồ Đề thì chư Phật không thọ ký. Bồ Tát nào không có Bồ Đề thì chư Phật Như Lai sẽ thọ ký. Chư Phật biết như thật về các pháp là không có tướng thọ ký, nhưng vì nhằm trọn các lành cho chúng sinh nên thọ ký thành Phật. Tu Bồ Đề, ông thấy pháp gì mà nói rằng đại sĩ sẽ thành vô thượng chánh đẳng giác? Tu Bồ Đề đáp: Thưa thiện nam, chư Phật Như Lai theo văn tự của thế tục mà thọ ký thanh văn chúng tôi, theo chư Phật Thế Tôn mà nói như vậy. Bồ Tát Vô Sở Pháp nói: Đại đức tu Bồ Đề, văn tự là dựa theo thế tục mà gọi, đối với thánh nhân thì không phải là văn tự. Vì sao? Vì những gì thánh nhân nói đều là chân thật, ngôn ngữ của thế tục là hư vọng. Vì vậy tu Bồ Đề không nên dùng lời nói giả tạm của thế tục mà nói về thánh pháp. Đại đức tu Bồ Đề, các Bồ Tát cứu hộ chúng sinh, nếu chúng nghe đại nhất nghĩa sâu xa thì lo sợ không tin, cho nên thánh nhân dùng tâm đại bi bỏ pháp chân thật mà nói lời hư vọng của thế gian, chỉ vì bảo hộ cho hàng phàm phu, hoàn toàn không vì thánh nhân mà nói như vậy. Nếu vì thánh nhân thì nói pháp chân thật. Đại đức tu Bồ Đề, thật pháp của thánh nhân là pháp Bồ Đề. Bản tánh luôn vắng lặng là chân thật, bản tánh của tướng Bồ Đề là thanh tịnh. Từ các pháp cũng vậy, nên gọi là thật pháp của thánh nhân. Tu Bồ Đề nói: Thì nam, có bốn chân đế gọi là thật đế, những gì là bốn? Đó là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Bồ Tát Vô Sở Pháp hỏi: Đại đức tu Bồ Đề, đại đức có nói khổ là pháp hữu vi chăng? Tu Bồ Đề nói: Đúng vậy, thưa thiện nam, tôi thường nói khổ là pháp hữu vi. Bồ Tát Vô Sở Pháp nói: Đại đức tu Bồ Đề, Như Lai thường nói tất cả pháp hữu vi đều là hư vọng. Tu Bồ Đề nói: Đúng vậy, thiện nam, Như Lai thường nói các pháp hữu vi đều là hư vọng. Bồ Tát Vô Sở Pháp nói: Nếu thế, sao đại đức lại nói khổ là thật đế? Đại đức tu Bồ Đề, nếu nói khổ là pháp hữu vi thì nó là hư vọng. Bồ Tu Bồ Đề thưa: Thưa thiện nam, khổ là pháp hữu vi, hư vọng không thật. Tôi nói biết khổ là thật đế. Bồ Tát Vô Sở Pháp nói: Tu Bồ Đề, nếu khổ là pháp hữu vi, hư vọng không thật, thì trí biết khổ ấy cũng là hư vọng không thật. Tu Bồ Đề đáp: Thưa thiện nam, đúng vậy, đúng vậy, trí biết khổ cũng là hư vọng. Bồ Tát Vô Sở Pháp nói: Đại đức tu Bồ Đề, nếu thế thì sao nói biết khổ là trí thánh đế? Tu Bồ Đề nói: Thưa thiện nam, diệt đế là pháp vô vi thì có sao lại không phải thánh đế? Bồ Tát Vô Sở Pháp hỏi: Đại đức tu Bồ Đề, diệt pháp gì là diệt đế, hay tự diệt là diệt, còn có diệt nào khác sao? Tu Bồ Đề đáp: Thưa thiện nam, nói về hữu vi thì diệt hết các khổ là diệt đế. Bồ Tát Vô Sở Pháp nói: Tu Bồ Đề, đại đức không nói khổ là hư vọng không thật sao? Tu Bồ Đề đáp: Đúng vậy, thưa thiện nam, tôi vừa nói khổ là pháp hữu vi,
hư vọng không thật. Bồ Tát Vô Sở Bát hỏi: Đại đức Tu Bồ Đề, nếu lời pháp hư vọng không thật thì pháp ấy không diệt, nếu vậy thì có sao? Đại đức nói: Diệt hết các khổ là diệt đế. Lúc đó Tuệ Mạng Tu Bồ Đề thưa Bồ Tát Vô Sở Pháp: Thưa Thiện Nam, tôi rất vui với biện tài giảng thuyết của đại sĩ. Thưa Thiện Nam, nguyện cho chúng sinh đều được biện tài này. Tu Bồ Đề lại hỏi: Thưa Thiện Nam, thế nào là trí chứng thật đế của Đại Bồ Tát? Bồ Tát Vô Sở Phát đáp: Tu Bồ Đề, các pháp và thật đế không trái nhau, cho nên chứng đạt các pháp gọi là chứng thật đế. Tu Bồ Đề, các pháp do duyên sinh, biết đúng như thật về các pháp do duyên sinh gọi là chứng thật đế. Các pháp là không, biết như thật về không là thật đế, chứng đạt không là chứng thật đế. Các pháp không sinh, chứng đạt các pháp không sinh là chứng thật đế. Chứng đạt thật đế về pháp nào thì ở trong pháp ấy không thủ xả. Tu Bồ Đề, đó là trí chứng thật đế của Đại Bồ Tát. Tu Bồ Đề, thật đế chính là giảng thuyết pháp không phân biệt. Vì sao? Tu Bồ Đề, những gì có phân biệt đều là pháp tà. Tu Bồ Đề, vừa rồi ông nói tôi sẽ được lợi lớn, được thừa kế đạo quả vô thượng, chánh đẳng chánh giác sẽ thành Phật. Tu Bồ Đề, người tự cho mình sắp được thiện lợi thì chư Phật sẽ không thọ ký. Người nào không cho mình chắc chắn được thiện lợi thì chư Phật sẽ thọ ký. Người nào không vui khi được lợi dưỡng, không buồn khi mất lợi dưỡng, người ấy sẽ được thọ ký. Người nào không bỏ thế gian mà được niết bàn thì được thọ ký. Người không bỏ pháp phàm phu mà chứng thánh đạo sẽ được thọ ký. Người không mừng khi nghe thọ ký sẽ được thọ ký. Tu Bồ Đề nói: Thưa Thiện Nam, những gì đại sĩ nhận biết thật là sâu xa. Bồ Tát Vô Sở Phát nói: Tu Bồ Đề, người không thấy có đến đi thì nhận biết được sâu xa. Tu Bồ Đề nói: Pháp sâu xa này thật khó biết được. Bồ Tát Vô Sở Phát nói: Tu Bồ Đề, người nào muốn thấy pháp sâu xa này thì không thể thấy được. Tu Bồ Đề nói: Sự hiểu biết đó thật là khó biết được. Bồ Tát Vô Sở Phát nói: Tu Bồ Đề, không tu hành cũng khó biết được. Tu Bồ Đề hỏi: Thưa Thiện Nam, chúng sinh nào có thể tin được pháp sâu xa? Bồ Tát Vô Sở Phát đáp: Tu Bồ Đề, người nào đã từng cúng dường vô số Phật ở đời quá khứ thì tin được. Tu Bồ Đề, người nào không trồng căn lành, không tu hành, cúng dường chư Phật thì không bao giờ được nghe pháp môn này. Tu Bồ Đề hỏi: Thưa Thiện Nam, thế nào là cúng dường chư Phật? Bồ Tát Vô Sở Phát đáp: Người tu hành như thật là người cúng dường chư Phật. Tu Bồ Đề hỏi: Thưa Thiện Nam, thế nào là tu hành như thật? Bồ Tát Vô Sở Phát đáp: Người phát tâm tu hành vì chúng sinh. Tu Bồ Đề hỏi: Thế nào là phát tâm tu hành vì chúng sinh? Bồ Tát Vô Sở Phát đáp: Là không bỏ tâm đại từ bi. Tu Bồ Đề hỏi: Thế nào là đại từ của Bồ Tát? Bồ Tát Vô Sở Phát nói: Đem thân mạng và căn lành cho chúng sinh mà không cầu báo ơn. Tu Bồ Đề hỏi: Thế nào là đại bi của Bồ Tát? Bồ Tát Vô Sở Phát đáp: Trước giờ chúng sinh đạo vô thượng Bồ Đề, sau mới tự chứng đạt. Lúc giảng nói pháp môn sâu xa này, có 76.000 chúng sinh phát tâm cầu quả vị vô thượng chánh đẳng giác, 200 tỳ kheo dứt bỏ lậu hoặc, đặt tâm giải thoát. Bây giờ trong chúng ngồi có một thiên tử tên Thiện Tư Duy bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát trụ trong hành xứ căn bản của Phật Bồ Đề? Phật bảo: Này thiên tử, Bồ Tát thành tựu trực tâm thâm tâm phát tâm vô thượng, đó là trụ sở căn bản của Bồ Tát. Thiên tử Thiện Tư Duy hỏi: Các Bồ Tát phát tâm lấy pháp gì làm cảnh giới? Phật nói: Bồ Tát tu về những lĩnh vực bố thí mà không mong cầu báo ân, trì giới mà không phân biệt giữa giới, nhẫn nhục mà không thấy pháp chấm dứt, tinh tấn mà không phát khởi tu hành, thiền định nhưng thấy rõ các pháp môn, tu trí tuệ nhưng không thấy, không hí luận, luôn tu văn tuệ nhưng không thấy ngôn ngữ, tu chỉ nhưng thấy pháp xưa nay vốn thanh tịnh vắng lặng, tu quán nhưng biết các pháp không thể thấy, tu bốn niệm xứ nhưng không niệm không tư duy, tu bốn chánh cần nhưng không có gì để làm, tu năm căn nhưng vượt qua các pháp môn khác, tu năm lực nhưng không phá hoại, tu bảy giác phần và Bồ Đề Phật luôn hiện tiền, tu tam chánh đạo để cứu chúng sinh hành tà đạo, giáo hóa chúng sinh nhưng không thể có chúng sinh được độ thoát, đoạn trừ phiền não, nhưng thế đoạn bản tánh các pháp là không phiền não, tu các ba la mật nhưng không đắm chấp bờ này bờ kia, tu hành thế gian nhưng niết bàn hiện tiền,
tôi hành niết bàn nhưng không hành các hạnh, tôi sinh nhưng không sinh diệt, tôi ấm nhưng không phiền não, tôi giới nhưng không sai khác, tôi nhập nhưng thánh nhập luôn hiện tiền, nghe pháp nhưng luôn thiền định vắng lặng, thuyết pháp nhưng không có ngôn thuyết, tôi hành thành tựu sắc tướng nhưng pháp thân hiện hữu, chỉ pháp luôn nhưng không chuyển thuyết, tôi hành thanh văn nhưng pháp Phật luôn hiện bày, tôi hành bích chi Phật nhưng hành thắng hạnh của Bồ Tát. Này thiên tử, đó là cảnh giới của đại Bồ Tát. Thiên tử thì tư duy bạch Phật, và thế Phật, thế nào là hạnh của Bồ Tát? Phật nói: này thiên tử, để niềm vui của mình cho chúng sinh ở trong thế gian, nhưng giữ giới, học nhiều, tâm không phóng dật, ở trong niết bàn nhưng không bỏ đại bi, niết bàn hiện tiền nhưng không mong chứng đạt, để hóa độ chúng sinh nên tùy thuận hạnh thế gian, cứu độ chúng sinh nên luôn có tâm bình đẳng, làm cho chúng sinh đạt tâm thanh tịnh, không có tâm sai biệt đối với chúng sinh, trả hết những gì mình có, thuyết pháp cho người mà không cầu ăn uống, giới vật thanh tịnh nhưng luôn biết đủ, thích vắng lặng, chánh niệm tư duy, như luôn siêu năng thuyết pháp cho đại chúng, vào thành ấp xóm làng bằng tâm đại bi, không mong khen ngợi, cung kính, cúng dường, bỏ những lời xuyên tạc của thế gian, giảng thuyết không trái pháp luật, nói rộng hay hẹp, để bằng lời hòa ái du hòa, luôn lễ cúng tam bảo, học hỏi, tâm luôn thích đệ nhất nghĩa đế, không tham đắm các pháp, không nhiễm vướng nơi Phật, luôn gần thánh nhân, bỏ phi pháp, quý pháp thân, quý pháp như thân, trọng Phật như mạng, xem sự tu hành như thân đầu của mình, luôn biết đủ với những y phục, cơm áo, thuốc men, tài vật, kính trọng bậc sư trưởng như Phật, dù mất mạng cũng không bỏ tâm bồ đề, đầu đêm cuối đêm siêng năng tu hành, luôn sống trong thiền định. Tam muội, suy xét quan sát đúng các pháp đã nghe, dùng tuệ vi diệu cầu giải thoát, tu hành thanh tịnh, tâm không nhớ uế, bỏ những vật sở hữu, quan sát nội thân, không theo ngoại thân, bỏ sân hận, tham lam, kiêu kỳ, diệt ngu si, tăng trưởng trí tuệ, luôn giữ giới, tâm thường ôn hòa, dịu dàng, dù bất cứ nơi nào, luôn lấy trí tuệ làm việc cốt yếu, tâm không điên đảo, trong sạch sáng suốt, tu tập các ba la mật, luôn siêng năng cầu căn lành, nghe pháp không quên, thuyết pháp cho người như pháp mình nghe, bỏ tâm mong cầu cúng dường ăn uống, luôn hộ trì các căn, tâm định tĩnh, tâm tùy thuận niết bàn nhưng không bỏ thế gian, những sự được mất, lợi tổn, khen chê khổ vui không lay động được tâm, luôn nghĩ bố thí được giàu có, giữ giới sinh trong cõi người trời, nhẫn nhục được xinh đẹp, siêng năng bỏ phiền não, thiền định tâm muội được tâm dung hòa, tu trí biết được pháp xuất thế, pháp thế xuất thế gian, tu bốn nhiếp pháp thì không lầm lỗi, tu bốn tâm vô lượng thì không cao ngạo, tu hành xả đích thực diệt tuệ được tịch tỉnh nhu thuận, tu thiền đạt tâm tự tại, tu tâm muội được thâm tâm, biết đúng như thật về các pháp, tu định thì trừ bỏ kiến chấp, tu vô tướng nên không phân biệt, tu vô nguyện thì không đắm chấp, tu các ba la mật đạt tâm đại thừa rốt ráo, tu phương tiện ba la mật thì đạt xứ của trí nhất thiết trí, tu các hạnh của Bồ Tát thập địa gần gũi bạn lành được các công đức, kính thuận hòa thượng A Sa Lê thì được tùy thuận chư Phật, biết rõ về thân tâm mình thì đạt nhất thiết chủng trí, không cao ngạo thì đạt oai lực lớn, cung kính lễ bái chúng sinh thì được nhục kế chúng sinh không thể thấy được, bố thí thì được thân đủ các tướng đẹp, tùy thuận chúng sinh nên được 80 vẻ đẹp, thuyết pháp đại thừa thì được tự tài, vì chúng sinh phát tâm bồ đề thì đạt địa không thoái, nên là các pháp không đoạn phiền não và tập khí phiền não, bố thí pháp thì được bốn phương ngoại, niệm chúng sinh thì đạt đà la ni, làm cho chúng sinh biết pháp thì đạt bốn vô ngại, nhờ thuyết pháp cho chúng sinh nên được sự ghi nhớ không nhầm, khởi tâm nhẫn nhục với chúng sinh yếu kém thì được thân na la diên, khởi tâm nhẫn nhục với chúng sinh phá giới thì được chúng sinh thích nhìn và cung kính, diệt tâm sân hận của chúng sinh thì được tâm định, xin năng tu tập thì mau chứng pháp, đem tam muội cho chúng sinh thì được tướng âm mã tàng, ban cho oai nghi thì được mọi sự trang nghiêm, làm cho chúng sinh gần bạn tốt thì được bồ đề Phật thanh văn, bích chi Phật luôn hiện tiền, bỏ tâm dục thì được người đời tin, bỏ tâm sân thì được mọi người yêu thích,
và tâm ganh ghét thì được lợi dưỡng, tiếng thơm làm chỗ nương tựa của chúng sinh thì được mọi người quy y, và những sự lợi dưỡng cung kính khen ngợi thì được pháp hỷ thực và tiếng tốt. Học hỏi thì được lời nói thanh tịnh, lời nói hòa ái thì được tiếng phạm âm, lời nói êm dịu thì được tiếng ca lăng tần già, bỏ sân hận thì được thân xinh đẹp ở đời, không giới chúng sinh thì được người đời tin tưởng, không nói lỗi của người thì không vào tai, bỏ sát sinh thì được sống lâu, bỏ trộm cướp thì được kho tàng báu bằng hư không, bỏ ân ái thì được báu như ý trong tay, hồi hướng bồ đề thì được tài vật không hết, bỏ tà dâm thì được thân đại trượng phu, bỏ vọng ngữ thì được thân kín đáo, bỏ lưỡng thiệt thì không mất tâm bồ đề, bỏ lời ác thì được lời người đời khen ngợi, bỏ lời theo dệt nên được bà con trường tồn, bỏ tâm tham nên được kho tàng vô giá, bỏ tâm sân thì làm cầu lành cho chúng sinh, bỏ tà kiến thì được chánh kiến giáo hóa chúng sinh, trụ trong đại thừa thì được mười lực của Phật, bố thí không còn bao lát thì được 18 pháp bất cộng, bỏ năm chấp thì được bốn vô ý. Này thiên tử, ta đã nói rõ về vô số cảnh giới và sự tu hành của Bồ Tát, nhưng dù trải qua trăm ngàn vạn kiếp cũng không thể nói hết. Thiên tử Bồ Tát thành tựu các cảnh giới tu hành như thế thì dễ dàng đạt đến Bồ Đề. Thiên tử Thiện Tư Duy thưa Bồ Thế Tôn, thế nào là sự an ổn của Bồ Tát? Phật bảo: Này thiên tử, Bồ Tát luôn ở trong tam muội, nhưng không dựa vào tam muội để thọ sinh. Đạt tam muội rồi thì tùy nơi nào, thì tùy nơi tạo lợi ích cho chúng sinh mà thọ sinh. Thiên tử Thiện Tư Duy thưa Bồ Thế Tôn, thế nào là sự tịch tỉnh của Bồ Tát? Phật nói: Bạch thiên tử, Bồ Tát ấy thực tế pháp giới chân như ở trong chúng, nhưng luôn tịch tỉnh, Bồ Tát không khởi hai tâm. Thưa thiên tử Bạch Thế Tôn, thiên tử thưa Bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát tự ở trong định? Phật nói: Này thiên tử, Bồ Tát không mong cầu mọi việc, không thấy một pháp nào có thể nắm bắt xả bỏ. Bồ Tát thấy pháp thì biết được sự vắng lặng, sự vắng yên rỗng lặng không chân thật. Thiên tử Thiện Tư Duy thưa Bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát đi đến mọi nơi? Phật bảo: Bạch thiên tử, Bồ Tát thấy thân mình và chúng sinh đều là không bình đẳng vắng lặng. Thiên tử Thiện Tư Duy thưa Bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát điều phục? Phật bảo: Này thiên tử, Bồ Tát không bị sự phân biệt làm lay động là điều phục. Thiên tử thưa, thế nào là Bồ Tát đạt sự tịch diệt? Phật bảo: Bồ Tát không thấy có nhiễm là tịch diệt. Thiên tử thưa Bạch Thế Tôn, theo sự hiểu biết của con về lời Phật dạy thì mỗi người tự nương nơi tâm mình mà đạt Bồ Đề. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát cũng vậy, lì phiền não để giữ pháp Phật. Bạch Thế Tôn, pháp Phật không tự được đến cũng không đi về đâu. Bạch Thế Tôn, trí thanh tịnh trong các pháp là Bồ Đề, Bồ Tát tùy tội nhẫn nhục là Bồ Đề, biết như vậy là nhất thiết trí. Bạch Thế Tôn, nhập pháp giới bình đẳng là thành tựu bố thí ba la mật, biết sự đạt pháp giới bình đẳng là thành tựu giới ba la mật, biết pháp giới là nhẫn bình đẳng tức thành tựu nhẫn nhục ba la mật, tu hành văn tự tu tuệ trong pháp môn này là thành tựu tinh tấn ba la mật, suy xét về pháp giới bình đẳng là này là thành tựu thiện ba la mật, hiểu rõ pháp giới bình đẳng là thành tựu trí ba la mật. Bạch Thế Tôn, người tên pháp môn này là thấy pháp, chứng pháp, chế ngữ ma. Bạch Thế Tôn, người giảng pháp môn này là người tùy thuận chuyển bánh xe pháp của Như Lai. Bạch Thế Tôn, người đạt pháp môn này là đạt được pháp tối thượng. Đức Phật khen ngợi những lời nói của thiên tử Thiện Tư Duy. Hay thay này thiên tử, đúng thế, đúng thế, đúng như lời thiên tử đã nói. Này thiên tử, tạng pháp vô thượng chánh đẳng giác của chư Phật đều nằm trong pháp môn này. Thiên tử, những thật nghĩa của chư Phật đều nằm trong pháp môn ấy. Thiên tử, người nghe được pháp môn này là người sắp được thiện lợi. Thiên tử, người giữ gìn pháp môn này là người đạt tạng pháp lớn. Người lãnh thọ pháp môn này là người đáng tin tưởng. Người thọ trì tại bí mật của Như Lai, người nghe pháp này mà tin được là người báo ân Như Lai. Người tin pháp môn này là người không bị mười phương giới làm chướng ngại. Đức Phật hỏi đại chúng: Ai có thể hộ trì pháp môn này ở đời vị lai?
Bồ Tát Vô Sa Phát đứng dậy, trích áo vai phải, gối phải quỳ, sát đất chắp tay, hướng về Phật tôi. Bạch Thế Tôn, con sẽ hộ trì pháp môn này ở đời vị lai. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát nào còn có chỗ phát khởi thì không thể hộ trì pháp môn này. Vì vậy con không phát khởi, không thọ trì, tâm bình đẳng với chúng sinh, nên hộ trì được pháp môn pháp nhẫn vô sơn sâu xa. Con bỏ tâm ăn uống, không mong cầu cúng dường cung kính khen ngợi. Vì sao Bạch Thế Tôn? Nếu dựa vào sự cúng dường cung kính thì không thể hộ trì pháp môn này. Bạch Thế Tôn, sau khi Như Lai diệt độ, người nghe pháp môn này mà thọ trì được hoặc chép, hoặc đọc hoặc chép rồi thọ trì cả quyển, thì đó là do uy lực của vô sở pháp. Đức Phật khen ngợi Bồ Tát Vô Sở Pháp: hay thay, hay thay thiện nam, người có tâm như vậy là người hộ trì được diệu pháp. Bồ Tát Quán Thế Âm thưa: Bạch Thế Tôn, người không đoạn trừ đại bi là người hộ trì được diệu pháp, nên con nương theo tâm đại bi mà hộ trì pháp môn này. Bồ Tát Di Lặc thưa: Bạch Thế Tôn, người có tâm đại từ là người hộ trì được diệu pháp. Vì sao? Vì người sân hận thì không thể thọ trì được diệu pháp. Vì vậy con nương nơi tâm từ mà lưu truyền pháp môn này. Bồ Tát Kiến Giả Ái Lạc thưa: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát nào được chúng sinh thích nhìn thì họ thọ trì được diệu pháp. Bạch Thế Tôn, vì vậy con không bị chúng sinh sân hận nên hộ trì được pháp môn này. Bồ Tát Đạo Sư thưa: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát phát tâm trừ tất cả khổ đau cho chúng sinh, nếu chúng sinh nhóm họp muốn tụ tập Bồ Đề Phật, muốn độ chúng sinh thì Bồ Tát đó hộ trì được pháp môn này. Vì vậy Bạch Thế Tôn, con vì chúng sinh thành tựu Bồ Đề Phật. Bạch Thế Tôn, con trước độ chúng sinh sau mới tự độ, nhưng không thấy chủ thể độ cùng đối tượng được độ, và cũng không có thấy pháp độ chúng sinh. Vì vậy Bạch Thế Tôn, con đã phát tâm đốc ráo như vậy nên hộ trì được pháp môn này. Bồ Tát Văn Thù sẽ loại thưa: Bạch Thế Tôn, người đời điên đảo, người nghĩ ta hộ trì pháp môn này chính là người điên đảo. Vì sao Bạch Thế Tôn? Bồ Tát điều phục tịch tỉnh nơi tự thân, đó là điều phục pháp thân chân thật, là hộ trì diệu pháp này. Vì vậy Bạch Thế Tôn, con tự điều phục tịch tỉnh và tự thân là pháp thân nên hộ trì được diệu pháp này. Đức Phật khen ngợi các Bồ Tát hộ trì diệu pháp: hay thay, hay thay thiện nam, các vị thật là những Bồ Tát đem lại an lạc cho chúng sinh, hộ trì diệu pháp. Bồ Tát hộ pháp thì phải như vậy. Vì sao? Phần nghiệp tối thắng của các Bồ Tát là hộ trì diệu pháp. Thì nên các pháp tương ứng với pháp môn pháp tập, Bồ Tát thọ trì độc tụng tu hành theo đức ánh sáng hiện hiện của chư Phật. Thân của chư Phật là không sinh diệt, đang sanh lớn của pháp, biết các pháp là không tạo tác, không phải là hữu vi, được ánh sáng hiện tiện ở trong tăng, tăng chúng đệ tử của Như Lai, không có ngã, ngã sở, được ánh sáng trong sự tu tập trì giới của Bồ Tát. Trong các pháp tu học của Bồ Tát đều lấy đại bi làm gốc, được ánh sáng nhạo tuyết, theo của mọi lời nói là vô minh. Thì nam, pháp môn này được lưu hành rộng ở cảnh giới của Long Vương Bà Già La, Đế Thích Long Vương A Na Bà Đạt Đa, sau đó mới lưu hành trong cõi Diêm Phù Đề. Tuy lưu hành ở cõi Diêm Phù Đề, nhưng thường lưu hành trong pháp Phật hộ trì cho chúng sinh có trực tâm, tâm không vô định, người có thể tin sau pháp này và trong tâm tỏ ngộ của chúng sinh. Lúc Như Lai giảng nói pháp này, Bồ Tát Vô Sở Pháp, Bồ Tát Phân Tấn Tuệ cùng các đại Bồ Tát Thanh Văn, tam bồ chúng trời rồng và xoa ca tất ba Atula Kalola Khẩn La La Ma Hầu La Già Nhân Phi Nhân, hết thảy đại chúng đều vui mừng phụng hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.